Cụ kia thức dậy đánh anh rửa mặt tới trường. Hôm qua ta chỉ 8.5, tụi mình làm sao lấy con 10 mới được. Cụ kia soạn cặp, hôm nay có văn toán lý. Bài hôm qua đã học hay chưa, hay để ba cầm cây đánh dí hả? 8 tiếng trên trường cố gắng về lại ăn cơm, rồi còn phải thay đồ vòng lên trái buổi. 5 giờ mày đón thấy cái cặp đôi dép ăn tạm, rồi còn qua học thêm cái nữa. Học từ sáng tới trời ngã tối, mệt như kiến thức còn cả khối. Anh 5, 6, 7 còn tới 2, 3, 4. À mong nào mà mày còn yếu đêm mày thuê gia sư. Ráng này khó để sau này sướng, đủ khả năng làm điều mày muốn. Mẹ muốn nhà cho nhiều bằng khen, bằng bạn bằng bè, nên mày phải học hằng đêm. Bắt cận mắt bờ người ốm teo, thể dục thể thao thì không biết. Tuổi càng lớn như thể chất cũng lớn theo, kỹ năng sống ngày càng câm điếc. Cô kia thức dậy đánh anh rửa mặt tới trường. Chưa về thay đồ quanh lại học trái buổi. 5 giờ mẹ đón thay giày đeo cặp học thêm. Khuya về vào bàn làm bài nguyên một đêm. Cô kia thức dậy đánh anh rửa mặt tới trường. Trưa nay thay đồ quanh lại học trái buổi. 5 giờ mẹ đón thay giày đeo cặp học thêm. Khuya về vào bàn làm bài nguyên một đêm. Nhanh lên, sắp dễ giờ học rồi. Không, con không muốn học nữa, mệt mỏi lắm rồi. Con cần được lắng nghe những nguyện vọng của mình. Con chỉ muốn tuổi thơ của mình được giống mẹ giống cha. Con không muốn gồng mình ở giáo văn toán lý, đều phải thạo tiếng Anh tiếng Hoa. Con phải ngồi vào bài ngày thường lễ lộc, 17 tiếng một ngày con dùng để học. Suốt ngày căng thẳng và buồn dễ cọc, con suy tư dùng nén chờ ngày bể toạc. Ba không thường dắt tay con đi đâu, con cũng không thường ăn cơm mẹ nấu. Cũng chẳng tâm sự ba mẹ thi nhau, hỏi con bác sĩ kỹ sư hay là theo nhà giáo. Nếu như con nói không phải thì sao, nếu con có lựa chọn khác thì sao. Nếu nó không làm ba mẹ tự hào, thì liệu gia đình còn xét vào nhau. Nếu ba biết con muốn mai trên tay, nếu mẹ biết con muốn viết được nhạc. Ba, con muốn con phải quên ngay, mẹ có bắt đam mê con buộc gạt. Đôi khi cuộc sống đơn giản, nhưng lại không như ta mong. Tuổi thơ con là phấn lăng trên bảng, cặp đầy tập sách bên trong. Cô kia thức dậy đánh anh rửa mặt tới trường. Trưa nay thay đồ quanh lại học trái buổi. 5 giờ mẹ đón thay giày đeo cặp học thêm. Khuya về vào bàn làm bài nguyên một đêm.